Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn và đoàn công tác tỉnh Hưng Yên có chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI để tham gia diễn đàn toàn cầu Makyung lần thứ 30 với chủ đề kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, cùng nhau hướng tới tương lai. Trong khuôn khổ chuyến thăm diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với tỉnh Hưng Yên. Tổng hợp về chuyến công tác đặc biệt này của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Hàn Quốc. Trước khi tham dự diễn đàn toàn cầu Makyung lần thứ 30, chiều 22 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo VCCI có cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong không khí cởi mở thân mật, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng trao đổi các thông tin về tình hình kinh tế xã hội của nước bạn, một số chính sách cập nhật của chính phủ mới, đồng thời nêu ra những tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn giới thiệu những thế mạnh nổi bật của tỉnh Hưng Yên và mong muốn thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ hỗ trợ giới thiệu quảng bá những thế mạnh cơ chế linh hoạt chính sách ưu đãi của tỉnh tới các đối tác Hàn Quốc. Tham dự diễn đàn toàn cầu Makyung lần thứ 30 với chủ đề kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, cùng nhau hướng tới tương lai, vào ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn là một trong những diễn giả danh dự được mời thuyết trình trước sự có mặt của đông đảo chính giới cùng đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam. Đây là sự kiện lớn được tổ chức bởi Tập đoàn Truyền thông Makyung Hàn Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KCCI và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho biết Hưng Yên hiện có 141 dự án của các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký trên 900 triệu đô la Mỹ. Trong đó có những dự án có vốn đầu tư lớn, hoạt động hiệu quả như các công ty Hyundai, Aluminum Vina, Tai Giang Việt Nam, Đông Giang, Murray Fiber. Chủ tịch Trần Quốc Văn cũng nêu rõ định hướng chiến lược nhằm đưa Hưng Yên trở thành một trong những tỉnh có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, có các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ lớn, hiện đại. Hưng Yên coi trọng và kêu gọi các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, đặc biệt là các tập đoàn lớn đồng hành cùng chính quyền tỉnh, nghiên cứu hợp tác đầu tư các lĩnh vực mà nhà đầu tư Hàn Quốc có thế mạnh và tỉnh Hưng Yên có lợi thế cạnh tranh vượt trội, có nhu cầu phát triển. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Hưng Yên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư vào những lĩnh vực này. Đây là một cái diễn đàn rất là lớn liên quan đến cái hệ thống các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc hôm nay có mặt rất là đông đủ. Và đặc biệt là có cả lãnh đạo của chính phủ Hàn Quốc đã đến có một bài phát biểu rất quan trọng. Và trong không khí ngày hôm nay thì toát lên các nhà đầu tư Hàn Quốc rất quan tâm đến Việt Nam, trong đó có Hưng Yên. Riêng đối với thu hút nhà đầu tư thì có 4 vấn đề cần phải quan tâm. Cái thứ nhất đó là toàn bộ cái hệ thống giao thông, tức là giao thông phải thuận lợi. Thì chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch đột phá toàn bộ giao thông tỉnh Hưng Yên để kết nối với lại thủ đô Hà Nội và kết nối với đường cao tốc một cách thuận lợi nhất. Và chúng tôi có 3 con đường đó để chạy dọc tỉnh Hưng Yên và một quy mô mặt cắt là tối thiểu khoảng 80 mét để kết nối với lại đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và kết nối với lại thủ đô Hà Nội. Vấn đề thứ hai đó là về công tác quy hoạch các cái khu công nghiệp cạnh cái đường giao thông đó để đi từ các khu công nghiệp này đến các cái trung tâm. Ví dụ như thủ đô Hà Nội, như sân bay quốc tế đến Hải Phòng cách ngắn nhất và thuận lợi nhất đó là hoàn thiện toàn bộ các hệ thống hạ tầng các cái khu công nghiệp. Và hiện nay là chúng tôi đang giải phóng được khoảng trên 1.000 ha này để sẵn sàng mời các nhà đầu tư khi đến Hưng Yên thì đã có mặt bằng ngay, không phải chờ đợi. Vấn đề thứ ba đó là lưới điện, là chúng tôi nâng cấp toàn bộ cái hệ thống lưới điện của tỉnh Hưng Yên để đáp ứng được các nhu cầu sản xuất mở rộng. Khi các nhà đầu tư đến Hưng Yên đầu tư thì không bao giờ được bất điện, đó là xác định đầu tiên để đảm bảo ổn định sản xuất để các nhà đầu tư sản xuất ở Hưng Yên được cách thuận lợi nhất. Vấn đề thứ tư đó là vấn đề nhà ở. Thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện toàn bộ các hệ thống, rồi các đô thị thông minh, rồi các khu nhà công nhân được quy hoạch để khi các nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa bàn thì đảm bảo nhà ở cho các ông chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người công nhân. Và đi đôi cái việc đó thì chính quyền thì phải luôn luôn cam kết đồng hành và chia sẻ với các doanh nghiệp để khi nhà đầu tư đến yên tâm mà hoạt động sản xuất kinh doanh để làm sao mà tháo gỡ được tất cả những khó khăn vướng mắc và theo quy định của luật.
Sau khi tham dự diễn đàn Ma Kiêu Ung lần thứ 30 ngày 24 tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cùng đoàn công tác tham dự Hội thảo Môi trường Đầu tư Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KCCI phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức. Tham gia thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn giới thiệu về cơ hội và tiềm năng của tỉnh Hưng Yên đến các doanh nghiệp của Hàn Quốc. Theo đó, Hưng Yên nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, gồm 7 tỉnh và thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Đây là trung tâm kinh tế năng động và là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Thời gian qua, Hưng Yên là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp dịch vụ hóa, hiện đại hóa. Không chỉ có vị trí sát thủ đô Hà Nội, Hưng Yên còn có cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phát triển và đồng bộ, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, lực lượng lao động dồi dào đã qua đào tạo. Với nguồn lực sẵn có, với tư duy đổi mới, năng động sáng tạo của chính quyền các cấp, tỉnh Hưng Yên hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Xen kẽ các hoạt động chính trong chuyến công du Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cùng đoàn công tác đến thăm làm việc với tập đoàn Samsung và tập đoàn Land and Housing, được thành lập từ năm 1938. Samsung là một trong những tập đoàn đa ngành nổi tiếng trên thế giới, có sức mạnh chi phối nền kinh tế tại Hàn Quốc. Với nhiều phát minh công nghệ đột phá, Samsung trở thành thương hiệu đắt giá lớn nhất châu Á và đứng thứ tư trên thế giới. Còn tập đoàn Land and Housing hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và phát triển các thành phố thông minh tại Hàn Quốc. Đây chính là nhà đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp sạch trong khu công nghiệp Lý Thường Kiệt ở tỉnh Hưng Yên với vốn đầu tư trên 99 triệu đô la Mỹ.